Chào mừng anh em đã trở lại với biên hòa Yu-Gi-Oh! Tôi thì không có hứng thú lắm với mấy tộc Pendulum, nhưng mà một đứa trong nhóm thì có, bởi vì nó rất thích phần Arc V. Đã thế lại còn thích mấy tộc bài Pendulum trong cái bộ này. Tộc nào thì cũng vừa dài vừa khó viết, không khác gì ngồi đọc hiệu ứng của mấy card Pendulum cả. Thế là tôi đành phải ngồi dậy mà viết thôi. Nếu mà nói tộc bài nào ấn tượng, khá khẩm nhất trong thời điểm mà tôi viết video này, có lẽ chỉ cái tên duy nhất kể đến sẽ chỉ có Pendulum Magician. Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, ra local mà không cầm theo bài để chiến thì anh em lại bảo chú lại không nể anh. Thế thì lấy đâu ra bài để đánh? Còn chơi gì nữa mà không ghé ngay qua Shopee của biên hòa Yu-Gi-Oh! Tại đây, bọn tôi có rất nhiều mặt hàng OCG và AE cho anh em lựa chọn thoải mái cùng với giá cả phải chăng. Mua bài của biên hòa Yu-Gi-Oh! Đánh thì chỉ có thắng, còn thua là do vấn đề kỹ năng. Link Shopee bọn tôi để dưới phần mô tả, anh em cần kiếm gì thì cứ nhấp vào thôi nhé. Pendulum Magician, hay đơn giản là Magician, là tộc bài với các quái thú Spellcaster được sử dụng bởi Yuya Sakaki và ma pháp vĩnh cửu của Yusho Sasaki trong series anime Arc V, lần đầu được giới thiệu trong Starter Deck 2014. Vì cũng được sử dụng bởi Yuya, cho nên các Magician đều có liên quan đến hai tộc bài khác là Performable và Odd Eyes. Tên của các lá này đều khá là rắc rối, vì chúng chỉ đơn thuần là Magician, cho nên sẽ bị trùng lặp với rất nhiều tộc bài pháp sư cũ, chẳng hạn như Dark Magician. Đấy là còn chưa kể, trong tiếng Nhật, chúng ta vô tình cuốn theo nhiều lá bài cũ, chẳng hạn như Wizard hay Nightwing Sorceress. Được cái là dù cho có tên tiếng Anh hay tiếng Nhật, thì các lá bài trong tộc đều hỗ trợ cho các quái thú Pendulum cũng như ma pháp vĩnh cửu. Cho nên là lá nào mà là quẻ không liên quan đến Pendulum Magician thì tôi cũng sẽ không đề cập trong video này. Các quái thú Pendulum Magician được chia thành 3 nhóm chính. Với nhóm đầu tiên sẽ được bắt cặp hai quái thú, mỗi thành viên thì đều có cùng cách đặt tên với nhau, nhưng sẽ đại diện cho những khái niệm đối lập, hầu hết là thời gian. Ngoài ra, chính là một cặp hỗ trợ cho mỗi cách triệu hồi đặc biệt cụ thể. Nhóm thứ hai thì sẽ là các Magician được dựa theo những quái thú rồng thứ nguyên và vị vua Z-Arc. Chúng thường được gọi với cái tên Magician Z-Arc vì có thể được sử dụng dễ dàng với các Dimension Dragon để triệu hồi đặc biệt Z-Arc. Ngoại trừ Supreme King Gate Magician, các thành viên trong nhóm này đều có cấp độ 4, sở hữu thuộc tính và hiệu ứng Pendulum gần giống với con rồng thứ nguyên tương ứng, với cái giá là tự tiêu diệt bản thân. Họ cũng có thể triệu hồi con rồng tương ứng bằng cách sử dụng chính bản thân và quái thú khác làm nguyên liệu. Hiệu ứng Pendulum của các thành viên Scale 1 là Trigger, trong khi các thành viên Scale 8 đều là Ignition. Nhóm cuối cùng thì tôi sẽ xếp vào những gì còn lại, tức là không có điểm chung gì cả, nếu thích thì có thể chơi chung thôi. Tất nhiên là tôi không thể nào ngồi liệt kê hết mỗi quái thú ở phần giới thiệu rồi. Phải sang đến phần này mới đúng bài để nhảy. Trước khi đến các thành viên trong từng nhóm, thì tôi muốn đề cập đến quái thú này trước tiên, đó là Tuning Magician. Đây là quái thú Magician đầu tiên không phải Pendulum xuất hiện trong Arc V. Mà thực ra thì trước khi bị biến đổi thành Pendulum, Time Gazer và Star Gazer cũng chỉ là quái thú hiệu ứng mà thôi. Mỗi nhân vật chính trong các phần đều sẽ có một phiên bản Dark Magician Girl cho riêng mình. Với Yuya thì chính là Tuning Magician. Cây trượng của Tuning được kết hợp từ âm thoa và vô, với âm thoa một vật thể hình chữ U bằng kim loại đan hôi, dùng để tạo ra âm thanh cộng hưởng. Còn với vô, hay còn được gọi là nhạc cụ gõ phím, một nhạc cụ gõ cao độ được sắp xếp theo kiểu giống như bàn phím piano, được chơi bằng tay hoặc gõ vô. Đây là những thứ mà các quái thú Resonator của King Atlas sử dụng, cũng không ngạc nhiên lắm vì Tuning Magician vốn là của Atlas. Sau này thì Tuning hóa thân thành Pendulum thật, trở thành quái thú Harmonizing Magician. Đây là quái thú đầu tiên có thể tồn tại trong Extra Deck nhưng lại không thể chịu đặc biệt từ đó. Ok, giờ thì chúng ta sẽ đến với từng nhóm quái thú, với nhóm đầu tiên sẽ là các cặp đôi. Cặp đầu tiên hỗ trợ cho Pendulum, Dragon Pulse Magician Scale 1 và Dragon Pit Magician Scale 8. Tôi không ngạc nhiên về việc quái thú anime ít chi tiết thú vị. Nếu mà có ấy, thì toàn nằm trong anime cả. Cả Dragon Pulse và Dragon Pit đều xuất hiện trong ma pháp Pendulum Core. Cặp thứ hai cũng hỗ trợ cho Pendulum, Stargazer Magician Scale 1 và Time Gazer Magician Scale 8. Cặp Pendulum đầu tiên xuất hiện trong anime cũng là những lá bài biểu tượng của Yuya. Stargazer đại diện cho không gian, còn Time Gazer thì chính là thời gian. Cả hai có thể kết hợp để tạo ra nhiều quái thú khác.
Time Gazer và Star Gazer xuất hiện trong artwork của ma pháp Amazing Pendulum. Và với sự xuất hiện của mặt dây chuyền của Yuya, nó thể hiện những cảnh tượng triệu hồi Pendulum trong anime. Để mà nói cảnh triệu hồi nào ấn tượng nhất thì có lẽ sẽ phải kể đến Soul Pendulum, khi lần đầu Pendulum được xuất hiện, màn triệu hồi của Odd Eyes Pendulum Dragon. Tên của lá bài này được dựa theo một câu hát trong lời thoại Yuya khi triệu hồi Pendulum: Swing, Pendulum of Soul. Cuối cùng thì cả hai có xuất hiện trong một số lá bài khác là Magical Star Illusion, Pendulum Switch, Pendulum Storm, Pendulum Back và Pendulum Impenetrable. Chẳng hạn như Astrograph Sorcerer với nhiều chi tiết thể hiện Stargazer có thể là hình dạng thật của Stargazer. Astrograph là máy ảnh thiên văn, một loại kính viễn vọng được thiết kế để chiếu đường cong độ cao của các ngôi sao và hành tinh lên biểu đồ hoặc bản vẽ. Quái thú này thì được sở hữu thuộc tính, cấp độ, công và thủ của Dark Magician. Đồng thời, nó còn xuất hiện trong artwork của ma pháp Star Pendulum Graph. Dạng kết hợp thứ hai là Chronograph Sorcerer với rất nhiều chi tiết thể hiện Time Gazer có thể là hình dạng thật của Time Gazer. Chronograph sở hữu thuộc tính, cấp độ, tộc, công và thủ của Dark Magician Girl. Cụ thể thì Chronograph là đồng hồ nhiều kim. Loại đồng hồ ngoài chức năng chỉ giờ còn kết hợp thêm các kim có chức năng đo đếm đồng hồ trên cùng một mặt. Thực ra thì ban đầu, Time Gazer vốn đã được lên kế hoạch đặt tên là Chronograph, nhưng sau này thì đã được thay đổi. Ngoài ra thì quái thú này còn xuất hiện trong artwork của cạm bẫy Time Pendulum Graph. Astrograph thì có màu xanh lam, trong khi Chronograph là màu đỏ, tương ứng với hai màu chủ đạo của Pendulum. Chúng ta còn một dạng kết hợp nữa là Time Star Magician, thể hiện những sự nổi bật của Stargazer và Time Gazer mà không thiên về bên nào. Chẳng hạn như cầm cả thanh kiếm của Time Gazer và cây trượng của Stargazer, nhưng cả hai đều không thể dùng làm nguyên liệu để triệu hồi Time Star. Có vẻ như Time Gazer còn có một dạng nâng cấp Synchro, đó là Enlightenment Paladin, vì cả hai đều có một số chi tiết phù hợp. Đầu tiên là khung của những lưỡi kiếm hình vòng cung, các biểu tượng đồng hồ trong nền tác phẩm lẫn kiểu tóc của cả hai. Thứ hai là cả hai đều có liên quan đến một quái thú khác là Time Breaker Magician, cùng mang chủ đề thời gian. Tên thì cũng khá giống nhau. Hiệu ứng của con này tương ứng với hiệu ứng quái thú của Time Gazer và hiệu ứng Pendulum của Time Breaker. Việc cùng là quái thú Synchro, có cùng công thủ và cấp độ khiến chúng ta liên tưởng ngay đến Stardust Dragon. Thú vị ở chỗ, Enlightenment Paladin có một dạng nâng cấp nữa là quái thú Synchro Pendulum, Nirvana High Paladin. Và đặc biệt thay, Nirvana có cùng công thủ, cấp độ với Shooting Star Dragon, dạng nâng cấp của Stardust Dragon. Tuy nhiên, còn thế nữa, các hiệu ứng khác của Enlightenment giống hệt với Dark Magician of Chaos và Elemental Hero Flame Wingman. Điểm chung của các quái thú mà tôi vừa kể thì chúng đều là những chủ lực ban đầu của các nhân vật chính xuyên suốt các phần phim Yusei, Yugi và Judai. Enlightenment xuất hiện trong anime tập 79, trong khi Nirvana là tập 97. Trong Phật giáo thì Nirvana hay Niết Bàn là nơi mà con người đạt được cảnh giới giác ngộ sau khi qua đời. Như vậy thì nếu như xem xét theo một cây tiến hóa, hay nói đúng hơn là trưởng thành, thì đầu tiên chúng ta có Time Breaker, sau đó là Time Gazer, Enlightenment và cuối cùng là Nirvana. Cặp thứ 3 hỗ trợ cho Pendulum, Dharma Eye Magician Scale 2 và Wisdom Eye Magician Scale 5. Vũ khí của Dharma Eye là những bánh xe công nguyện khổng lồ, một vật dụng được khắc những câu thần chú, sử dụng với mục đích truyền bá phước lành tâm linh và hạnh phúc. Theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng liên quan đến bánh xe cầu nguyện, việc quay một bánh xe như vậy sẽ có tác dụng công đức tương tự như việc đọc miệng những lời cầu nguyện được viết trên đó. Trên vũ khí của Wisdom Eye thì cũng có chứa một bánh xe cầu nguyện. Cặp thứ 4 hỗ trợ cho Synchro, Oath Dragon Magician Scale 3 và Noble Dragon Magician Scale 5. Vì có liên quan đến Synchro, cho nên tên của Oath Dragon và Noble Dragon ám chỉ đến Common và Topsider, những cấp bậc đáy xã hội và thượng lưu trong thứ nguyên Synchro. Oath Dragon tượng trưng cho Yusei Fudo, nhân vật chính cho phần anime 5DS, cùng chung thuộc tính với chính Stardust Dragon, sở hữu hình xăm trên khuôn mặt của Yusei. Việc nó ám chỉ đến Common cũng là xuất thân của Yusei, lớn lên tại Satellite. Cũng tựa Oath Dragon, Noble Dragon tượng trưng cho Aiki Izaoi, nữ chính trong phần 5DS, cùng chung thuộc tính với Black Rose Dragon, chủ lực của chính Akiza, sở hữu màu tóc đỏ tương tự cô.
Noble Dragon ám chỉ đến Topsider là bởi Akiza là con gái của thượng nghị sĩ thuộc tầng lớp thượng lưu. Trong phiên bản TCG tiếng Đức, Noble Dragon không được gọi là Majorin như các nữ pháp sư khác mà sử dụng Major như các nam pháp sư. Cặp cuối cùng hỗ trợ cho Exit, Shankai Magician Scale 3 và Xiangxiang Magician Scale 8. Tên TCG của Shankai được dựa theo Shankai, chu kỳ hủy diệt của Wu Xing hay Ngũ Hành, bao gồm 5 nguyên tố tự nhiên trong triết học Trung Quốc, bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Shankai ám chỉ đến việc một nguyên tố phá vỡ hoặc lấn át một nguyên tố khác. Shankai đại diện cho Z-Arc, người đã phá hủy thứ nguyên gốc trong phần Arc V. Đồng thời thì màu và tạo hình của Shankai có lẽ được dựa theo Beast Eye Pendulum Dragon. Tuy nhiên thì nếu xét theo các yếu tố, có lẽ Shankai là quái thú thuộc nhóm các phù thủy đại diện cho từng phần phim Yu-Gi-Oh! Bao gồm Dark Magician của phần đầu, Miracle Flipper của phần GX, TG Hyper Librarian của 5DS, Gagaga Magician của Zexo, Cybers Magician của Brains và cuối cùng là Seven's Road Magician của Sevens. Tên của Xiangxiang cũng được dựa theo ngũ hành, trong đó thì Xiangxiang là chu kỳ sáng tạo, thể hiện một nguyên tố sẽ được tạo ra hoặc tạo ra từ một nguyên tố khác. Đối đầu với Z-Arc là Rei Akaba, biến thể gốc của Yuzu và các biến thể khác. Cũng vì vậy mà Xiangxiang sở hữu đôi mắt của Yuzu, biểu tượng trên miếng che mắt của Xiangxiang thì cũng là cây cung và mũi tên, cũng là vũ khí của cô. Đồng thời, miếng che mắt, trang phục, phối màu và các vòng xung quanh của Shankai được dựa theo Rune Eyes Pendulum Dragon. Nếu như Shankai là thành viên của các đời phù thủy nam, thì Shankai cũng có nhóm tương tự là các phù thủy nữ, với Dark Magician Girl của phần đầu, Card Ejector của GX, TG Wonder Magician của 5DS, Gagaga Girl của Zexo, Cyber's Witch của Vrains và Seven's Road Witch của phần Sevens. Tên tiếng Nhật của Shankai là Shoujo, nghe giống với chữ Shoujo có nghĩa là con gái. Nhóm đầu tiên này có vẻ có khá là nhiều thứ để kể ha, không biết là nhóm thứ hai sẽ như nào. Với nhóm này, các Z-Arc Magician sẽ hỗ trợ cho một con rồng thứ nguyên cũng như một tộc bài trong Arc V. Đầu tiên sẽ là Supreme King Gate Magician, hỗ trợ cho tộc bài Supreme King Gate với số scale là 1. Đây chỉ đơn giản là phiên bản được retrain lại từ Astrograph, nhưng cũng đồng thời là một lá mà cứu được cả deck. Tiếp theo là Purple Poison Magician, hỗ trợ cho Starving Venom và tộc bài Fusion Dragon của Yuri với số scale là 1. Tên của nó, Purple Poison, thể hiện màu chủ đạo của Starving Venom cùng câu thoại khi được triệu hồi con rồng này trong anime. Poisonous Dragon with Hungry Fangs. Mang thuộc tính Dark, vì thế mà Purple Poison có thể làm nguyên liệu để triệu hồi Starving Venom. Cả hai hiệu ứng của nó đều có thể hỗ trợ cho lối chơi của Starving Venom. Đây cũng là Z-Arc Magician duy nhất có công thấp hơn thủ. Kế đến là White Wing Magician, hỗ trợ cho Clear Wing và tộc bài Synchro Dragon của Yugo với số scale là 1. Là thành viên khác biệt nhất là một nữ quái thú sở hữu thuộc tính Wind chứ không phải là Dark, cùng với các hiệu ứng. Cái tên White Wing, thuộc tính và tạo hình được tạo ra như chỉ để hỗ trợ cho Clear Wing Synchro Dragon. Cũng vì vậy mà nó là một quái thú tuner dùng để làm nguyên liệu để triệu hồi Clear Wing. Chúng ta còn có Black Fang Magician, hỗ trợ cho Dark Rebellion và tộc bài Acid Dragon của Yuto với số scale là 8. Cái tên Black Fang ám chỉ đến tông màu đen chủ đạo, tạo hình cũng như hiệu ứng được sinh ra để dành cho Dark Rebellion Acid Dragon. Black Fang cũng được xuất phát từ câu thoại để triệu hồi Dark Rebellion trong anime. Cụ thể thì trong anime là From the Black Darkness, the fangs of rebellion that fight against the power of stupidity descend. Việc Black Fang của cấp độ 4 cũng phù hợp để làm nguyên liệu triệu hồi cho Dark Rebellion. Một thành viên trong tộc là Double Iris Magician, hỗ trợ cho Odd Eyes và tộc bài Pendulum Dragon của Yuya với số scale là 8. Phần hiệu ứng thì chắc là tôi không đề cập đến đâu, giống như các thành viên kia thôi, tập trung vào Odd Eyes Pendulum Dragon là chính. Tạo hình cũng như trang phục của Double Iris đều được dựa theo một con rồng. Cái tên Double Iris thì ám chỉ đến ma pháp môi trường của tộc bài Sky Iris. Trong artwork thì chúng ta có Odd Eyes Dragon, mặt dây chuyền của Yuya và cánh cổng triệu hồi Pendulum. Tên tiếng Nhật của lá bài này là Sky Arc, được dựa theo câu hát Draw an Arc of Light across the Aether trong câu thoại của Yuya khi triệu hồi Pendulum. Cuối cùng là Performable Celestial Magician,
hỗ trợ cho Supreme King Z-Arc và hai tộc Supreme King cùng Performable của Z-Arc và Yuya với số scale là 8. Đây có thể được xem là hình dạng Magician và Performer Power của Supreme King Z-Arc dựa theo kiểu tóc, trang phục, lưỡi kiếm và đôi cánh. Bản thân Celestial cũng là đối trọng của cả 4 Z-Arc Magician ở trên, sở hữu hiệu ứng có liên quan đến 4 con rồng thứ nguyên. Cái tên Celestial có thể được dựa theo một tên thay thế của 4 con rồng thứ nguyên, Four Heavenly Dragons. Nhóm cuối cùng là nhóm độc lập, không có cùng một chủ đề gì cho nên tôi sẽ tách riêng ra. Chỉ còn 4 con thôi nên là đẩy nhanh để sang phần mặt sau cạm bẫy nhá. Đầu tiên là Acrobatic Magician với tạo hình dựa theo chủ đề giáp xiếc, lấy cảm hứng từ hai tộc Performer Power và Performer Mage. Cái tên của quái thú này cũng được dựa theo một màn trình diễn trong cánh xiếc, đó là Nhao Lộn. Một thành viên cũng được đá từ Performable sang đây là Performable Fire Rainbow Magician. Tiếp theo là Dragon Color Magician, trong tên tiếng Nhật của quái thú này là Koryu, có một từ đồng âm mà nghĩa là rồng vàng tại trung tâm, một biểu tượng dành cho những vị hoàng đế ở trung tâm vũ trụ trong tôn giáo và thần thoại Trung Quốc. Có lẽ vì thế mà phần cuối trượng của Dragon Color có màu vàng. Quái thú này lại có rất nhiều đặc điểm giống với các phù thủy của Yugi, hiệu ứng hỗ trợ dung hợp để có thể gọi ra những Amulet Dragon và Dark Magician Girl The Dragon Knight. Quái thú cuối cùng trong tộc là Magician of Hope. Thực ra con này như dạng Pendulum Exit của Number 39 Utopia á. Thậm chí hiệu ứng Pendulum của nó cũng được dựa theo hiệu ứng vô hiệu hóa tấn công của Utopia. Pendulum Magician là một bộ bài có tiếng tăm là khó đánh nhất nhì lịch sử game về khả năng thành thục trong lối chơi. Với đa số các Magician, gần như đều có một điểm chung về lối chơi nổ bài ở Pendulum Zone để kích hoạt hiệu ứng khi nổ cạt, hoặc là đặt thêm các cạt Pendulum lên sân, và từ đó lợi dụng việc những lá bị nổ để có thể sử dụng hiệu ứng của Astrograph, vừa thêm một xác, thêm lên tay các quái thú đã bị phá hủy trong turn, giúp gia tăng tài nguyên liên tục. Những lá bài hỗ trợ cho lối chơi phá hủy cổng Pendulum như Luster Pendulum, The Dragon Slayer, Performable Pendulum Sorcerer và Wavering Eyes. Nhưng mà chắc cái tên sáng giá nhất bộ bài phải là Heavy Metaphose Electromite, với việc chúng ta sẽ luôn có được Astrograph và vừa được vào luồng lối đánh. Chưa hề dừng lại ở đó nha, vì là một cast Soft on Spur Turn nên chúng ta có thể lặp lại hiệu ứng của Electromite thêm nhiều lần nữa. Và với việc đó, chúng ta tiếp tục có thể sử dụng Astrograph liên tục vì nó cũng không bị giới hạn sử dụng hiệu ứng. Những lá bài chúng ta có thể đề cử như Promethean Princess, Bestower of Flames sẽ giúp chúng ta kéo lại Electromite từ dưới mộ lên. Hay chúng ta có thể sử dụng Supreme King Starving Venom để sao chép lại hiệu ứng với điều kiện chỉ cần lên hai quái thú Pendulum hệ Dark. Về cách combo của bộ bài thì tôi sẽ nói về hai kiểu xây dựng deck mà tôi tạm coi là bộ bài trước và sau khi có Age of Overlord. Trước khi đến với Age of Overlord, bộ bài dường như cực kỳ khó sử dụng. Gần như chúng ta luôn yêu cầu rất nhiều card Pendulum để chơi, cực kỳ khó để lên một sân mạnh với deck khi gần như yêu cầu tối thiểu phải từ 3 card trở lên. Thường thì chúng ta sẽ set up các Pendulum Scale và triệu hồi ra sân nhiều nhất quái thú có thể, sau đó chào sân Electromite. Bởi vậy mà các decklist thường rất kén chọn cho việc thêm các slot hand trap để khiến cho bộ bài có thể ổn định combo. Và tất nhiên thì bộ bài vẫn quá rủi ro cho những Nibiru The Primal Being hay Drone and Lockbird. Sau khi Age of Overlord ra mắt với những hỗ trợ chất lượng của các Supreme King, gần như bộ bài đã có được sự thay đổi lối chơi hoàn toàn khi nó đã được khắc phục lại những yếu điểm của mình. Sức mạnh của tộc bài giờ đây trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng cũng không hề làm mất đi những đặc trưng riêng của tộc. Và bây giờ, Nibiru hay Imperm và Electromite cũng chưa chắc đã làm khó được bộ bài như trước nữa. Được sự ổn định cao về starter cũng như một sự cân bằng lại với khả năng extend của tộc đã khiến bộ bài quay trở lại đường đua meta. Tuy là như vậy nhưng các pháp sư đã dần biến mất trên đường đua khi mà một bộ bài Pendulum thì vẫn có rất nhiều thứ không thay đổi trong việc đối đầu với nó, như việc không được cắm cổng Pendulum bởi những Anti-Spell hay Secret Village cũng sẽ là một lựa chọn mà lại không hay cho lắm, vì dù gì các pháp sư cũng là Spellcaster. Diabelze và Snake Eyes Flame Birch Dragon thì sẽ là những lá bài hủy diệt, dù sao thì tôi cũng đã trải qua những ngày đáng quên với chúng. Kế đến thì Dimensional Barrier hồ thẳng mặt Pendulum cũng sẽ là một đòn chí tử cho deck. Cũng như Solemn Judgment ngay khi bạn Pendulum Summon ra 4 năm quái thì ối rồi ôi luôn. Drone and Lockbird vẫn luôn là một hand trap kìm hãm tài nguyên đáng kể khi đối đầu với tộc bài. Tuy là giờ đã có khả năng đánh quanh Nibiru nhưng không phải lúc nào cũng đánh quanh cái này được.
Và đó là tất cả những gì các bạn cần biết về tộc bài Pendulum Magician. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment phía bên dưới nha. Đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi cho Biên Hòa Yu-Gi-Oh! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!